Nhìn vô thấy hai cái mâm có mấy cái trái tròn tròn vậy mấy bà biết là gì không? Nếu như mà ở miền Tây thì chắc không có xa lạ gì rồi. Đa số mấy anh chị ở miền Trung với miền Bắc á, thì cũng không có biết trái này là trái gì luôn. Với cái mong muốn đưa đặc sản miền Tây được nhiều người biết tới hơn, thì Huyền quyết định ngày mai sẽ cùng tham gia phiên Mega Live của gia đình Tú Huyền Vlog. Lần đầu tiên mấy anh em tụ họp ba miền Bắc Trung Nam có đủ luôn. Chắc chắn là không thể thiếu ba tê với dừa sáp của nhà Huyền Phi rồi. Phiên live sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 25 tháng 5, bắt đầu từ lúc 10 giờ 30 sáng và kết thúc vào 11 giờ tối. Ngày mai mọi người nhớ đón xem phiên live để ủng hộ gia đình anh chị Tú Huyền cũng như là anh em ba miền Bắc Trung Nam tụi mình nha. Món ba tê này thì cái tên gọi nó cũng gây tranh cãi nhiều lắm. Trung quy tùy vùng miền thì tùy tên gọi khác nhau thôi. Ở quê Huyền cái này gọi là ba tê, còn cái ba tê mà mình để quết vô bánh mì thì gọi là ba tê gan. Còn ở chỗ khác thì mọi người kêu cái ba tê bánh mì là ba tê, còn cái ba tê này thì mọi người kêu là chả nguội, chả lạnh gì đó. Thì nói chung là cũng không biết tại sao nữa, tùy vùng mà tùy tên gọi khác nhau ha mọi người. Nhà Huyền hồi xưa giờ bán thì chủ yếu là cho mấy cô mấy dì làm thủ công ở nhà thôi à. Món ăn này là xuất phát từ hồi nhỏ bà ngoại của Huyền là còn đi nấu đám cưới, rồi cái lưu truyền tới bây giờ, truyền sang đời mẹ rồi truyền sang đời Huyền đó. Cho nên cũng có thể nói cái món ba tê của Huyền là làm theo công thức gia truyền ba đời. Tới đời của Huyền thì công nghệ nó cũng phát triển rồi, buôn bán online cũng thịnh hành hơn và có cơ hội tiếp cận cho nhiều người biết tới hơn á. Nói thiệt là cũng trộm vía cái món ba tê nhà Huyền bán từ hồi Tết tới giờ đơn hàng đi cũng là khá là nhiều luôn. Và cái lượt đánh giá của khách hàng gửi về toàn là đánh giá tích cực không à. Đó cũng chính là cái nguồn động lực để cho gia đình của Huyền cố gắng làm và phát triển cái món ăn này nhiều hơn á. Ra món này mọi người cũng có thể dùng máy móc để làm, ví dụ như là sắt thịt nè, sắt da nè. Ý là cái công đoạn nhồi thịt vô cái bong bóng heo cũng có máy móc làm luôn. Và khi hấp cũng sẽ có máy hấp bằng điện luôn. Mà cái mục đích từ đầu của Huyền phát triển sản phẩm ở quê hương thì cũng nhằm để tạo việc làm cho mấy dì mấy cô trong số. Bây giờ đầu tư máy móc thì cũng được rồi đó, có máy móc hết trơn rồi, rồi mấy dì lấy gì mà làm. Cho nên là sản lượng hàng ngày Huyền làm ra nó cũng chỉ ở một lượng nhất định thôi. Chọn vía là càng ngày mấy dì cũng qua phụ Huyền càng nhiều. Mọi người cùng gắn bó với nhau và cùng làm. Ngày nào bếp của nhà Huyền cũng rôm rã tiếng cười hết trơn á. Mà mấy dì mấy cô của Huyền không phải là thợ tay ngang đâu nha, ai nấy cũng đều là thợ nấu đám hết trơn á. Bởi vậy kinh nghiệm đầy mình đó mọi người nhìn nè, dồn bằng tay nhưng mà cũng nhanh với lại điêu luyện dữ lắm chú bộ. Mấy dì nghe Huyền bán ba tê được có mừng dữ lắm. Của Huyền bán sản phẩm thì lúc nào cũng quay lại quá trình nè, công đoạn cho mọi người xem hết trơn á, nó được làm từ cái gì cho nên khách hàng cũng hiểu rõ nữa. Cho nên khi dùng sản phẩm thì mọi người cũng yên tâm hơn. Khi mà ba tê được nhồi xong thì mình sẽ đem đi hấp. Dạo này mùa mưa tới rồi, hôm nào trời không có mưa thì Huyền sẽ nấu bếp củi, còn hôm nào mà trời mưa ở ngoài trước bị ướt thì mình sẽ đem đi vô trong cái bếp sân cốc sơn bằng than đá. Nói chung là nhà mình làm theo kiểu thủ công mà, cây nhà lá vườn, nhưng mà vẫn phải bảo đảm an toàn vệ sinh cho mọi người. Hấp cái trái ba tê lên là nhà Huyền sẽ để cho thiệt là ráo nè và thiệt là nguội. Hiểu sao mỗi lần mà mấy dì hấp ba tê xong là Huyền thích đi ra Huyền coi từng trái, rồi Huyền rờ, Huyền cầm, Huyền đếm đếm gì nè. Cái này là sở thích của Huyền, nhưng mà mục đích là cũng để kiểm tra nha, kiểm coi mấy cái trái ba tê của mình nó có bị vấn đề gì không, có bị nứt hay là bị ứ nước hay là bị cái vấn đề gì mình phát hiện kịp thời, để đảm bảo là gửi đi cho mọi người những cái sản phẩm ngon nhất, chất lượng nhất. Cái ba tê này là Huyền hấp chế biến sẵn xong xuôi hết trơn rồi, vốn dĩ nó là chả nguội chả lạnh, thành ra là mọi người ăn không có cần nấu nướng chế biến gì thêm đâu nha. Để mình để vô trong ngăn đông tủ lạnh cho nó lạnh, nó dẻo cái trái ba tê lại, sau đó mình lấy ra mình rã đông ăn trong cái tình trạng còn lạnh nha, chấm thêm miếng muối tiêu chanh nữa. Bà nào mà có dưa chua củ kiệu kẹp thêm ha, ta nói tuyệt cả là vời nhất cái lách luôn á chứ giỡn à. Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã luôn ủng hộ những sản phẩm nhà Huyền nha.